Ơi, lần này Kha sẽ thêm lực tây đam vào. Nếu mà được thì Kha sẽ lên tròn 5k lực tây. Kha lên tròn 5k lực tây. 4k đam không ăn thua em ơi. Má đánh tông kim mà xấy xấy. Chết rồi. Thường thường mấy hôm Kha đánh tông kim á, Kha chỉ cần xấy hai cái, Kha nhích nhẹ ngay chết hai mạng, chết mạng. Mà xem bên này không ăn thua, xem bên này không chết được. Xem này trâu quá. Trời đẹp quá em ơi, đẹp quá em ơi. Đẹp như bức tranh. Đẹp như bức tranh. Kha sẽ có một cái nỏ bơ ca tống kim này. Sẽ đồ kích đồ này. Và kích đồ này. Rồi ok. Kha sẽ nghiên cứu chết lực tay hai cái nỏ cho nó hợp lý nè. Cái này thì Kha tăng sẽ 30. Kha tăng cái lực tay cái này xem 5k thử bao nhiêu đây. Test lực tay cho anh em. Xét đồ này anh em mà cho anh em xem xét đồ trước khi Kha tăng điểm này. 25-40. Nói chung đường môn tầm này nó 1 rồi nha anh em. 25-40. Vi dân. Áo. Áo này tiếc thì tinh em. Nói chung là nếu mà có thì tinh thì Kha cũng đập cho mát là. Tại vì hôm đó không có thì tinh. Cứ tiếc 1-2 viên không có. Tìm server không có nè, server không có là Kha đập một thủy tinh full phục duyên ra 20 thôi. Rồi giày này cũng vậy. Cũng hai thủy tinh và full phục duyên ra 22 thôi. Nói chung cũng được anh em, tạm được, không cần nhiều. Bà tay thì ép xịt nè, bà tay sẽ ép lại. Server gần được 2 tháng rồi Cường Lê ơi, server gần được 2 tháng này em ơi. Vài bữa nữa anh Khải kiếm cho em một ạ, cái băng bóng mít bán em nha. Ok Rình Khôi ơi. Inbox Facebook đi, trong băng có nhiều anh em bán Khải hỏi cho. Rẻ thôi. Cái 106 mới thích dở thôi. Đó. Đây nhận set đồ nè. Hiện tại thì set đồ Khải là 125 chậm này. Nhẫn này. Đai lưng này. Và nón 125 chậm. Ngọc bội. Ghê chưa. Rồi đó là test lực tay của cái nỏ bơ ca này. Nỏ này nỏ bơ ca ngồi cũng như liên đấu vậy nè. Nỏ này thì anh em biết rồi, 10 triệu không bán anh em. Tới giờ vẫn không muốn bán. Đó vậy thôi. Rồi tiếp tục này. Hiện tại cái nỏ đó là nỏ hàng pin hàng đẹp rồi nè. Chưa có nỏ nào đẹp hơn nha. 4 đâm đủ. Cái này cho 4k7 thôi nè, không thể nào lên 5k nổi. Lên 5k xem, lên 5k xem. Ôi, không lên 5k nổi nè mà. Lên 5k máu ít lắm. Máu giấy đụng cái chết luôn nè. Đi bên chết rồi bé. 5k thì đánh tống kim được. Mà đỡ bơ ca ngồi thì không ăn thua. Quần máu còn nhiều. Trời. Hay là test thử máu nè, hay là test thử lực tay 5k dứt anh em. Ồ, lực tay 5k máu 2k8. Cũng được rồi chứ. Ôi, tụi này vô tông kim đánh theo vị khác luôn anh em. Tổng mày. 2k8 sóc cái chết á, tăng dư pháp cao. 2k8 sóc cái chết thì 510 rồi. Ủa, chết rồi. 545 sức mạnh. Trời ơi. Hàng test nữa. Sắp được rồi. 2k7 máu nói chung là thấp anh em ơi, tầm server kéo xe. Attack thì ok, nếu server attack thì 2k8 2k7 máu là ok nè. Còn tầm này server này mà đỡ tầm này không ăn thua. Đây. Thời điểm. Cái tăng lại 30. Khai ép lại cái này anh em ơi, đợi chút nha. Đưa nó bên phải nè bên ơi. Mèn cứ đường về giữa. Chạy bên ơi. Khai sẽ tính cái lực tay chuẩn của cái nỏ trước đi. Của nỏ này trước đi, nỏ này lên 5k là được. Ui, dương vậy. Bỏ ra này. Nỏ này nỏ tống kim nè mày. Là test cái nỏ tống kim lên 5k là được. Còn lại nỏ kia tính sau. Nỏ tống kim 5k là vô tư ấy. 5k vô tống kim có thể lên 5k5. Thêm được gần 500 mấy lực tay kèm thiếu 5. Nó này lực tay hơn 200 cái nó kia nha nè. Nó này nó tống kim nè. 499 53. Đây nè, nó này nó tống kim nè. 4488 nè. 48. Nếu bây giờ thì đấu được bao nhiêu. 5k tống kim. Mang lại cái nó này xem. Chết cho hai cái nỏ nó hợp lý nè. Chết hai cái nỏ nó đủ đam nó hợp lý nè. Rồi còn bỏ qua nỏ này được bao nhiêu đây. Bỏ này được 4k7. Ok, nỏ này được 4k7 nha. Nỏ này được 4k7. Thì Khải sẽ cố gắng cho lên 4k9.
cho nó 4k9. 4k8. Ôi, hay là 4k8 ngừng ta. 4k8 bước ăn ngồi, 4k8. 4k8 thì máu được nhiều. Máu được 2k9, ok. Hợp lý á. Tại vì phải liên đấu rồi nè. Phải liên đấu rồi nè. Rồi, lực tay tròn là đẹp rồi nè. Rồi, ok. Ok anh em, tầm này xuống đảo nha anh em ơi. Đó, hồi nãy thì lực tay cái 4 cân em thôi anh em. Và lần này thì Khải sẽ đẩy thêm 300 lực tay. Là bơ căng ngồi thì Khải sẽ được là 4k8, tròn 4k8. Còn bơ trong tống kim thì anh em sẽ thấy này, bơ trong tống kim thì nó sẽ lên lực tay như thế này. Đây là lên trong tống kim rồi anh em. Trong tống kim thì Khải sẽ được 5k, hợp lý cho anh em. Quá hợp lý chứ. Đó, tống kim thì Khải sẽ được 5k anh em, 5k33. Quá hợp lý luôn. Và vài bữa nữa lên bao tay nữa tính sao anh em. Tầm này Khải nghĩ là tầm này được anh em. Tại vì server kéo xe á. Hôm qua Khải đánh tống kim tấm 1 anh em thấy không. Hôm qua tống kim tấm 1 anh em. Ok anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video ép đa lưng này. Mà đừng quên xem hết set đồ này và cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đây anh em, nón 2540, mắt pin Khải ép luôn. Đai lưng nói chung là Khải toàn Khải ép, Khải trải nghiệm này em. Khải không có mua anh em ơi. Đai lưng 2540, áo 40-20-40, giày 40-22. Hiện tại server chưa có giày xịn nên là Khải ép tạm rồi mang anh em. Bao tay cũng vậy. Rồi giày chiền nọ nô 1. Ở lộn, nọ này nọ tống kim rồi. Nọ này tống kim nô 1 rồi. Đó, ok chưa. Rồi bây giờ Khải sẽ mang lại nọ kia và xuống đảo anh em. Sẽ đổ Khải qua pin rồi anh em ơi. Rồi ok. Đó, hiện tại 125 chậm. Và nếu mà đánh tống kim thì Khải sẽ mang 40 chón rồi nè. Đây, nếu mà đánh tống kim Khải sẽ mang nhận 40 chón dòng 1 vào. Đây, nhận này vào thì khoảng 40 chón. Đó, thì còn bơ găng ngồi thì kháng khả như thế này, đánh như thế này thôi nè. Bao tay chưa được pin cho lắm. Bao tay thiếu 12 điểm nữa. Bao tay được 25 nữa, đẹp hay. Đây, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Và tiếp tục sau này gặp bao tay Khải sẽ tiếp tục làm video cho anh em xem nhé. Ok Khải. Ok. Ok. Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Như Khải.